Ra đây, ra đây chụp với em. Sợ cái gì? Nào, trời bắt đầu hết mây rồi, bắt đầu đẹp rồi. Em phải nhảy qua đây không là tụt xuống đây đấy. Nhảy qua. Đi bên kia điện giật đấy. Đi. Sợ thật à? Cho các bạn nhìn này các bạn, cầu nhìn xuống dưới này. Đó. Cho nhìn từ đây cho nó trực quan nhá. Bên dưới là vực như này các bạn. Đó, toàn cảnh ô quy hồ. Cầu kính rồng mây. Wow, gió quá các bạn. Mình phải dưới này khoảng tầm vài trăm mét. Xin chào buổi sáng mọi người nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với Audio TV các bạn. Hôm nay cả nhà mình vẫn đang ở trên Sapa các bạn. Đang vẫn đi chơi. Vừa đi ăn sáng về các bạn. Ăn sáng trong khoảng thời gian là 10 giờ. 10 giờ sáng mới đi ăn sáng. Cả nhà thì đang đi ra bờ hồ một chút các bạn. Ra bờ hồ Sapa một chút, ra ngắm cảnh rồi là đi uống nước thôi. Hôm nay thì vẫn là như ngày hôm qua các bạn, thời tiết âm u, có sương các bạn. Đỡ hơn là không mưa, nhưng hôm qua thì mưa. Và đang đi ra bờ hồ loanh quanh một tí các bạn. Nếu mà nắng to thì mới có thể lên Phan Xipang được, còn như này thì khả năng là không lên được các bạn, khó lên Phan Xipang. Muốn lên đỉnh thì khó lắm các bạn, phải vào thời tiết đẹp cơ. Các bạn cùng mình và gia đình mình đi lên cầu kính khám phá các bạn nhé, tại đèo Ô Quy Hồ của Tam Đường Lai Châu. Và bây giờ đi say xe các bạn. Say xe à? Đang bảo là cho mẹ nghỉ ở đây để mình đi. Nhanh lên không, tí đoạn này sương đấy, bên ngay mà nó từng đợt sương ấy, không nhanh là tí nữa đợt sương nữa là mình lên là không đẹp nữa đâu. Xe nó xuống bây giờ, xe nó xuống bây giờ. May sang lên đây thì nắng các bạn, hôm nay là nắng quá. Tuyệt vời rồi, thời tiết đẹp tuyệt vời rồi. Lên thì mình sẽ đi lên xe trung chuyển đi các bạn nhé. Đi lên xe trung chuyển rồi đi lên chỗ mua vé. Đó, mọi người. Ô, trên kia lại mù mất rồi, vừa rồi nó còn sáng sáng. Phải qua cái đợt mù này đi. Đi. Nào, lên xe. Một đoạn các bạn. Anh ơi. Đấy, bọn mình sẽ đi thang máy lên các bạn nhé. Ở đây có cái thang máy lên này các bạn. Cầu kính ở trên kia. Úi, tí trên kia kìa. Sao ấy? Bà nội đang say xe bảo lên đây chết đấy. Sợ say xe các bạn. Đang đi lên rồi các bạn. Vin ơi, vừa ngủ dậy bia tỉnh táo ấy, ấy. Ok, nào chúng ta ra. Ở trên này đã thấy nó cao rồi các bạn. Này. Thank you.
đi vào trong, đang đi vào trong lòng đất đấy. Đây nó đào xuyên đá mà. Lạnh lạnh. Mình cầm máy kia. Mình cầm máy thì mình đi trước các bạn. Ghi hình cho mọi người. Hôm nay dạo này đi, dạo này đi chơi thì tính là đi hết cơ, nhưng mà trên đỉnh Phan Xi Păng thì nó sương các bạn, không thể nào lên được. Wow, đẹp quá. Ở đây mọi người khoan đá luôn. Đường này đúng không? Sẽ lên thang máy đi lên các bạn. Đi đường nào chị ơi? À, ngồi ghế đây chờ ạ. Ok. Ngồi ghế đây chờ thang máy xuống mới lên các bạn nhé. Ố, xuống rồi. Đúng rồi, đang đi. Đang ở trong lòng núi. Đang ở trong lòng đất các bạn. Bây giờ sẽ di chuyển đi lên. Cao quá các bạn. Ở trên này thì nhìn được toàn cảnh đèo Ô Quy Hồ luôn này các bạn. Này cả nó rung 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 nhỉ. Lên trên này phải căn cái thời gian các bạn vào khoảng giờ trưa này. Bây giờ sương mù thì nó sẽ đi theo từng đoạn, từng đợt luôn. Vừa rồi thì có một đợt, khả năng cái đợt này khá là lâu vì cái đám mây sương này nó dày mà. Đó. Sương mù quá. Mà mình đang chờ nó hết sương mù thì cho nó khung cảnh nó đẹp đẹp tí các bạn, để mà mình sẽ xuống đây đi chơi rồi là chụp ảnh ở trên này. Bây giờ thì nó sương quá. Sương mù quá các bạn ạ. Cả nhà đang chờ cho nó hết cái đợt sương. Nhưng mà hết đợt này lại đến đợt khác, không kịp ra thì sương nó đã lên rồi. Bây giờ mà sương mù này mà mình ra ngoài cũng không thấy đẹp tí nào cả. Mà không thấy sợ các bạn, vì có nhìn thấy xuống dưới đâu. Sương mù không nhìn thấy rõ. Đó, hơi đen một tí. Lúc ở dưới kia thì nắng to cơ. Lúc bắt đầu mình bắt đầu lên đây thì nắng to. Ngó lên đây thì sương. Mình nhìn thấy lên trên này luôn. Cái sương này nó về từng đợt các bạn nhá. Chắc phải một lúc nữa cơ, phải chờ một lúc cơ, 15-20 phút nữa thì mới hết những cái đợt sương này, rồi mới nắng ra. Và cầu kính mới đẹp được. Muốn nghỉ chơi một tí đã, uống nước đã. Không biết là lạnh ra thì cũng không có gì để chơi cả. Hả? Đi! Bà Bê sợ quá không dám đi các bạn. Ở đây thì nhìn xuống dưới thì sâu lắm, sâu hóm luôn. Dưới kia là vực các bạn. Mình cũng ghê ghê, không dám đi ở giữa. Xong rồi, chụp xong rồi bà. Trời sương lạnh quá. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đi ăn uống đã. Tí nữa quay lại sau nếu mà... đội mũ vào cho cô Bin. Hay quàng cái khăn vào đầu nó ấy. Ở ngoài này thì nó cứ sương hết đợt sương này đến đợt sương kia các bạn. Mà mình đang đi qua cái cầu... nhìn như cái cầu vồng đây các bạn. Nó uốn lượn. Và có bảy sắc cầu vồng. Tiếc quá, một mình mà lên đây khoảng tầm trước 30 phút trước thì khả năng là đẹp tuyệt vời luôn. Lên đây hơi muộn các bạn. Ăn sáng hơi lâu. Sương mù quá các bạn ơi. Mùa
Con thích cái nào con? Vừa rồi thì đang nằm ghế massage các bạn. Vừa rồi thì mưa xong rồi lại nắng. Ra ngoài này một tí này, đằng này thì lại nắng, bắt đầu lại nắng tiếp các bạn. Ở khu vực này lại nắng tiếp rồi. Đó. Nhìn thấy thác này, mây bay. Wow, không lên nét được. Sao ta? Đó. Đây các bạn. Sương bay mình có thể nhìn thấy nó bay luôn đấy các bạn, không phải là tham lão đâu mà cái tốc độ cực kỳ nhanh, gió to mà. Đó. Trên này thì đẹp tuyệt vời luôn. Khả năng gần quang rồi, bọn mình sẽ cố gắng ăn sáng, ăn cơm đã các bạn, ăn trưa đã xong di chuyển đi thôi. Chờ 30 phút để cho tan mây các bạn thì không thấy tan, lúc lên ăn cơm thì trong lúc có cơm thì mây bắt đầu tan rồi. Chỉ sợ ăn cơm xong thì mây nó lại vào tiếp. Ở ngoài tan mây rồi các bạn ạ, đây. Vừa rồi mây mù răng kín lối luôn. Đó, ngồi đợi 30 phút không thấy gì, bảo đi ăn tạm cái gì đã. Bây giờ vào đây ngồi thì mây tan luôn. Không biết ăn xong thì có mây không. Đây con ăn mì xào các bạn. Mì xào bò. Ngon thế. Rồi các bạn, đẹp quá. Bây giờ thì ăn xong rồi, nghỉ ngơi rồi các bạn. Bây giờ sẽ đi cầu kính các bạn nhá. Nghỉ ngơi đây đã, ngồi uống nước đây. Bà B thì không dám đi cầu kính nên là để cho các con đi thôi. Bà B với cô Bin sẽ ở lại đây. Rồi các bạn, bây giờ thì sẽ đi xuống cầu đây. Đi cả dép thì được mà. Trời ơi, không sao đâu, người ta đi được sao mình không đi được nhỉ. Đi vào giữa này, đi vào giữa đi. Trời. Cho các bạn nhìn này các bạn, cầu nhìn xuống dưới này. Ồ. Cho nhìn từ đây cho nó trực quan nhá. Bên dưới là vực như này các bạn. Đó, toàn cảnh ô quy hồ. Cầu kính rồng mây. Wow, gió quá các bạn. Mình phải dưới này khoảng tầm vài trăm mét. Wow, đẹp quá. Ở dưới này trên này nhìn thấy xuống dưới đẹp quá các bạn. Đây. Bình thường nhưng mà mình dính thì không à. Dưới đây nhìn có một cái thác luôn này các bạn, đẹp quá. Đi đi, tiếp tục đi. Vừa đi vừa sợ các bạn. Đây này. Cầu trên mây 600m, hồ vô cực 700m. Đền ông Hoàng Bảy 800m. Cầu 5 tầng 600m đi. Bây giờ mình cái cầu này mất 800m các bạn ạ, đi 800m nên là mình sẽ phải đi chắc mất khoảng tầm. Ôi, cái chỗ này mới gọi là cực phẩm đấy các bạn, ở dưới này. Ở dưới này luôn mà tụt cho một phát thì lúc là không biết tìm đâu ra người mất. Cầu xoán nợ à? Cầu xoán nợ. Ai nợ gì đâu? Cháu đi xoán nợ đấy. Sợ. Để à? Để xoán nợ cho bé ơi. Mọi người đi cũng hơi rén các bạn. Mình cũng rén. Mình đi vào cái giữa cái thanh sắt này thôi. Vừa bảo lên đây để chụp ảnh nhưng mà đây đây thấy sợ quá. Lên đằng kia chụp kìa, đang đằng góc kìa. Đi nhanh đi. Không bao giờ mới hết 800m được.
Đẹp quá các bạn ạ. Mọi người lên đây thì chụp ảnh check in. Mình cũng gai gai. Đi ngay bên dưới là một cái vực hàng trăm mét dưới này này. Dạ. Không ạ. Cháu quay phim thôi. Trời ơi, ơi đúng quá trời ơi. Vui mà sao sợ dữ vậy. Trên này mát quá các bạn. Nói chung là chờ đợi là hạnh phúc là có thật. Chờ mất 2 tiếng đồng hồ thì mới có khung cảnh đẹp như này. Tông đầu tiên thì sợ. Ôi. Sợ. Cầu kính rồng mây chiều cao 2.333 m so với mặt nước biển các bạn. Vực sâu không đu bám leo trèo, mình chỉ không đu bám leo trèo thôi. Bây giờ đi này thì mình không nên nhìn xuống dưới các bạn nhé. Thì sẽ thấy cực kỳ là chóng mặt, hoa mắt. Mình cứ đi bình thường thì sẽ không cảm thấy ghê ghê. Nhưng mà mình cũng thấy hơi ghê ghê các bạn. Đẹp quá, khung cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Nào chụp ảnh không? Và không nhìn xuống dưới nhưng mà vẫn bị run. Ui này, ui kìa. Lấp mất rồi, còn ai không ta? Thế rồi. Mọi người đang chờ những trò chơi mạo hiểm các bạn. Lệ thì vừa đi vừa run này. Nhanh lên mọi người ơi, đi nhanh lên. Lại tiếp tục. Nếu mà mình không tự tin thì mình đi vừa đi vừa bám lan can. Đi sang bên này này, vừa đi bám lan can được mà. Càng lên trên này càng cao các bạn. Nhìn xuống dưới vực này. Khiếp không? Đẹp quá. Nhìn điện thoại không ghê bằng mình nhìn đâu. Đúng rồi, nhìn điện thoại lại phải đẹp nhá. Thế đi ba người đỡ sợ nhé. Nào, dắt tay đi ở giữa nào. Nào, cầm tay. Trời. Sợ các bạn. Sợ độ cao. Đúng rồi, tại cái kính nó trong quá, có thể nhìn xuống bên dưới. Cảm giác như kiểu là mình đang ở trên độ cao khoảng tầm vực là mấy trăm mét luôn, tim. Sợ độ cao ấy, nhiều người sợ độ cao là không dám. Mấy bà vừa rồi, mấy bà còn nhảy. Nhưng mà sẽ áp choáng. Không, có những người người ta. Có những người người ta. Họ không làm chủ được bản thân nữa thì họ sẽ bị ngã, bị như nào đấy đúng không? Đúng rồi, lên chóng mặt hoặc là hoa mắt ấy. Không sao đâu, cái này nhưng mà tí luôn xuống thì kính này mình thấy rất là dày. Ở đây nhá các bạn nhá. Có 3 lớp kính cường lực cơ. Nên là cái độ chắc chắn nó chắc rất là đảm bảo rồi. 3 lớp kính cơ mà có phải 1 lớp đâu. À có điện đúng không ạ? Đi qua bên này nè. Em đây bệnh nè. Em không mang dép đi điện giật á. Dạ vâng, chào cảm ơn. Em cảm ơn. Ở bên này có nhóm bị nhiễm điện một tí.
qua cái cầu kính của các bạn, bây giờ có một cái đường gọi là đường mòn qua đây. Ở đây thì sẽ đi lên đến cái khu mà nhà nghỉ hay gì sọt gì đó các bạn. Đi chuyển và mình trên này thì mọi người bảo là có cái hồ nước vô cực trên này. Thử lên xem. Có tắm được không á? Sợ không dám tắm chứ. Kiểu gì người ta chả cho tắm. Đúng không? Trời bắt đầu nắng rồi. Đi phơi nắng các bạn. Mỏi hết chân. Nếu mà bà B cho bà B mà đi ra cái chỗ vừa rồi thì khả năng đi được. Lối lên đền Hóa Ông Bảy, lên hồ vô cực, lối đi khu vui chơi cầu kính, lối về thang máy cầu kính. Chắc chắn tôi này lối về rồi. Trên này thì cảnh đẹp hùng vĩ lắm các bạn. Ở trên này thì mình có thể toàn ngắm toàn cảnh cái đèo Ô Quy Hồ luôn các bạn nhé. Tứ đại đỉnh đèo Ô Quy Hồ các bạn. Trên này có cái trò chơi các bạn. Mình sẽ bước từng cái bậc thang qua đây. Qua đây. Không biết ai có can đảm đi qua không các bạn. Ở bên dưới là vực các bạn nhá. Ở bên dưới vực sâu hàng trăm mét luôn. Đó, đi qua cái cầu này. Như ở trong phim viễn tưởng các bạn. Đi qua cái cầu. Chơi không? Chơi trò chơi đấy không? Không, trò này mệt lắm, đi mệt lắm. Chúng ta đi nữa, quay lại mệt nữa. Đi mệt đấy chứ. Muốn cho nào mà treo cả người đi thôi, xong rồi chơi đi thôi. À. Thì nó đỡ mệt. Trò này đi bộ mệt lắm. Rồi các bạn, chúng ta đã đến Hồ Vô Cực. Đẹp quá. Ở trên đỉnh, trên cầu kính Rồng Mây các bạn nhá. Dốc thế. Wow. Ở trên này này các bạn có thể nhìn thấy cái thác luôn. Đây các bạn, mọi người đang dùng cái thuyền bơi. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Video này dành cho các bạn nào mà ở xa Sapa mà muốn đi Sapa chơi thì có thêm động lực để đi chơi các bạn nhé. Có thêm động lực để đi Sapa chơi. Nếu ban đầu các bạn thấy mỏi chân thì các bạn đừng có vương vượng, các bạn đi lên đi hết đi thì rất là đẹp. Đúng rồi, giống như Thùy nói bảo là đầu tiên thấy mỏi chân thì đừng có chùn bước. Cứ đi đi. Vượt qua nỗi sợ. Cứ đi đi thì sẽ gặp cảnh đẹp. Ơ, đi vòng xuống đường nào nhỉ? Đây chứ. Trên này thì người ta đang cải tạo các bạn. Sẽ chắc chắn là sẽ có nhà hàng các thứ ở đây rồi. Ăn uống ngủ nghỉ ở đây này. Những cái bungalow rồi là những cái nhà hàng khách sạn. Thực sự là rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đi xuống thôi. À, trên này khả năng là sẽ là cái quán cà phê. Lên đây mệt mà, ai cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, đi những cái khu du lịch ấy thực sự những cái đồ dịch vụ cực kỳ đắt luôn. Nên là
đi nhớ cầm theo nhiều tiền. Cây này núi cao mới có nhá. Chứ hay đi Trân Châu có. Ở núi cao là chỗ nào khe suối ẩm ẩm ấy. Đúng rồi, có quả màu cam và quả màu đỏ. Quả màu đỏ sẽ ngon hơn. Mùa này bắt đầu có rồi đấy. Này, thử xem, ngon cực. Ăn không chết được đâu. Ngon lắm các bạn, cái quả này. Ngon hơn cái đúng đúng mình ăn nhiều không? Ui, một bãi luôn này. Bánh tay mà hồi đi xuống rồi các bạn. Bây giờ thì... Wow, đông dã man này. Xếp hàng lên nhiều lắm các bạn. Di chuyển đi về thôi. Được các bạn, một video mà mình ghi hình chuyến hành trình đi Sapa. Chắc là sẽ di chuyển đi về thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Audio TV các bạn. Xin chào mọi người.